Clip shipper phi xe thẳng vào nhà thả hàng rồi quay xe phóng đi không một động tác thừa. Mới đây, một clip khó đỡ về màn giao hàng thần tốc của nam shipper được đăng tải trên TikTok đã khiến cho nhiều người thích thú. Video có tiêu đề xăng lên giá phải ship đơn không đồng receipt và cái kết. Mở đầu video, chủ nhà đang cầm điện thoại chuẩn bị review đĩa phở xào thơm ngon thì bất ngờ một nhân vật lạ xuất hiện. Chưa kịp định thần thì nam shipper đã ủi thẳng xe vào nhà, đá chống, mở túi lấy đồ, quăng cục hàng xuống đất rồi dê xe rịnh đi, không một động tác thừa. Bỏ lại chủ nhà vẫn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tổng cộng quá trình giao và nhận hàng chỉ mất vỏn vẹn 10 giây đã khiến dân mạng thích thú và để lại bình luận dí dỏm. Một pha giao hàng lập kỷ lục Guinness thế giới. Má ơi, giao mà không kịp để bơm hàng luôn á. Chủ nhà kiểu 3 phần hoang mang, 7 phần bất lực. Hóa ra câu ship tận răng là có thật mọi người ạ. Tuy chưa rõ thực hư nhưng clip trên đã giúp cho người dùng mạng có một trận cười sảng khoái vì độ lầy lội của nam shipper cũng như sự bất lực của bạn chủ nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.